Sao con này như thằng đuỗi nhỉ? Cháu quá chặt gà trên bàn. Cái thằng này, các cụ dặn là dao sắc không bằng chắc kê. Lấy 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 mấy tờ báo đây cậu. Vâng. Mang đây cậu, hướng dẫn đây. Đầu tiên là cắt hai cái chân ra này. Đấy, thì xong rồi tôi để con gà xuống, khía cánh, bẻ theo khớp. Ủa, nha. Thế đấy, xong rồi khía đùi ra, chặt miếng nào đứt miếng đấy, chặt vào cái khớp này. Đúng rồi, cậu dạy thằng Đức nó làm đi, lớ ngớ lắm. Thế xong mẹ rồi, ơi cậu ơi này. Mẹ mẹ mẹ, cả nhà có biết chuyện kinh thiên động địa gì không? Gì đấy? Con gái con đứa, chưa thấy mặt đã thấy mồm, có chuyện gì thế? Con về đến cửa nhá, thấy Trang Trọng được Giai đưa về đấy. Anh Duy đến rồi à? Anh không. Đi đâu? Anh khác, anh này trông sang xịn mỹ lắm. Thế là anh nào? Sao nhiều vệ tinh thế hả em? Này, hay quả này từ bên Nhật đi theo về. Ổ quá, chị tin mồm nó à? Anh này là học đại học khóa trên cùng với em. Em gặp lại lúc đi Nhật thôi, có gì đâu mà. Thảo nào, lúc nói chuyện điện thoại với Duy, thấy giọng nó cứ buồn buồn. Là mẹ tự nghĩ thế thôi. Thế mẹ tưởng mày thích nó. Thế mày không thích nó, tại sao mày cho nó ngủ một đêm ở nhà mày trước khi mày đi Nhật hả? Vẫn giữ vững cái truyền thống gia đình là có bầu mới cưới à? Cậu hết chuyện để nói rồi à? Được, có nói gì ạ? Cả anh nữa. Thằng kia cười thuyền á? Em tưởng gì? Bảo tao như gì em? Thôi làm sao đâu mẹ em chịu? Khổ thế nhở? Không như mọi người nghĩ đâu. Cậu Duy hôm đấy say rượu nên là ngủ ở ghế sofa nhà con một đêm thôi. Còn cái anh hôm nay thì cũng chỉ là bạn bè bình thường. Tóm lại, cả hai không ai có tương lai làm con rể của mẹ đâu ạ. Anh muốn rượu tỏ tình đấy thì sao nào nào. Sao? Okay. Thôi tóm lại thế này, chuyện chồng con đấy là chuyện cả đời của nó. Mẹ cứ để cái Trang nó tự tính. Thật đi. Sang rồi. Gì Trang to? Ra đây gì ôm một cái nào. Trang. 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 Con nhớ mẹ. Tao ôm một cái nào. Quả gì tăng thích không? Quả gì tăng thích không? Ôi trời, mập lên à, mập lên đúng không? Con nhớ gì? Gì bà này bóc quà đi. Nhớ nhá, bây giờ phải ngoan ngoan thì muốn cái gì cũng mua cho được không nào? Vâng ạ. Xem nào.